Nên tân hôn lại gặp nhiều trục trặc. Dạ, rất là hồi hộp, chẳng biết làm gì hết. Nhưng mà cũng may á, là sau tiệc cưới á, thì là tối đó là tụi em đi karaoke với một đám bạn thân. Thì có một chị đã lập gia đình rồi, thì chị mới tâm sự với em. Em mới ngồi, em nói, chị ơi, tụi em quen lâu vậy đó, nhưng mà chưa gì hết trơn. Tối nay em biết sao nữa, em lo quá. Chị bảo là phải như thế này nè, như thế này. Tối về có chuyện đạt hay không? Dạ. Mời em. Wow, một cặp vợ chồng rất là trẻ trung. Đúng. Mới bước ra tưởng đâu hot boy, hot girl không ạ? Hai em có thể giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Anh Đức, em 27 tuổi. Hiện nay là giáo viên và ngoài ra còn làm MC nữa. Wow, giáo viên và MC hèn gì, giọng rất là ẩm. Anh nói vô loát quá. Nhưng mà 27 tuổi như vậy là em quá trẻ so với lứa tuổi của mình đó. Nhìn chị tưởng tụi em cỡ 21, 22. Hai đứa vậy chứ. Vậy hả? Còn em? Em tên là Huỳnh Mỹ Diệu, năm nay em cũng 27 tuổi. Hiện là giáo viên và là diễn viên múa. Wow, đây nè, bây giờ để có thể là em có thể đoán cho em biết là chắc có lẽ là Diệu đi múa trong một cái đoàn nào đó và trong một chương trình nào đó và vô tình gặp ông xã của Diệu, đúng không? Thật ra không phải vậy, tụi em gặp nhau cách đây là 10 năm. 10 năm? Dạ, tại một ngôi trường cấp 3. Dạ, 17 tuổi đúng không? Dạ không, 15 tuổi. À, 15 tuổi. Dạ, em cưới được 2 năm. Là đã cưới nhau được 2 năm, quen nhau 10 năm, cưới 25 tuổi thì lấy nhau. Chắc chắn cặp vợ chồng này sẽ có rất nhiều điều thú vị đây. Lúc đó hai đứa học lớp 10 và hai đứa học khác lớp nhau. Hôm đó thì ở trường tổ chức cuộc thi văn nghệ, thì em có nghe nói là cái lớp bên cạnh có cô gái nó hát hay lắm. Thế bắt đầu là em thăm dò đối thủ của mình. Tức là em là người đại diện cho lớp em. Dạ đúng rồi. Còn bạn này là người đại diện cho lớp bạn. Thì hai bạn coi đối thủ của mình sao đó, phải không? Thì sau cái cuộc thi văn nghệ đó thì em cũng không để ý tới ảnh đâu, vì người gì đâu mà nhỏ xíu lùng kịp ông do ông nhát. Lúc đó anh đứng ngang bằng em mà. Tôi nói thật ra em chưa có dậy thì nữa. À, trời ơi, chưa dậy thì. 15 tuổi. Dạ, 15 tuổi như vậy. Em cao khoảng 1m45 mà nặng khoảng dưới 40kg thôi. Chà. Dạ. Là thế nhỏ thì. Nhưng mà được cái là lúc đó em hát ở phòng trà, cho nên là lúc đó em biết chạy trước rồi chưa có diện. Cái gì? Lớp 10 là đấy đi hát xong phòng trà. Lúc đó chưa vỡ giọng nên hát giọng nữ. Có nhớ là lúc đó anh hát bài gì không? Hát chẳng hạn như là Trống Vắng. Em hát thử bài Trống Vắng rồi. Ở đây sao trống vắng, nhớ em anh buồn, buồn vì sao? Lúc đó đối thủ là hát nhạc của ai? Dạ thì em vẫn hát nhạc học sinh thôi. Lúc mà thi văn nghệ thì em hát bài Phố Xa. Đâu, Phố Xa. Em dạ. Nghe câu. Phố xa ngỡ như thường gần, đi bên em chiều trên phố vắng, mơ về một ngày có mưa em về. Về cái nhìn ban đầu về chồng em, chắc có lẽ là chồng em ngày xưa chắc cũng tươm tất, cũng lịch thiệp giống như bây giờ đúng không? Dạ, cái lúc mà đi học là mặc quần ống le dày mũi nhọn vậy nè, rồi tóc thì chảy chuốt, lúc nào cũng bóng loáng trơn á, và xịt dầu thơm thơm phức luôn. Kể cho tụi chị nghe cái ấn tượng đầu tiên mà lúc mà hai đối thủ gặp nhau á thì như thế nào? Thấy cô bạn rất dễ thương, rất là hiền nữa, cho nên là lúc đầu em thích đối thủ của mình. Rồi lúc đó sao? Tại vì anh cũng nhét lắm, cũng chẳng đi. Dạ, hôm đó em nhớ là đang ngồi tại ghế đá trong sân trường, ảnh chạy lại bất chợt thì đưa cái gói quà cho em rồi chạy mất tiêu luôn. Em chưa kịp ngẩng mặt lên để nhìn là ai đã tặng nữa. Ảnh thường xuyên là như vậy, anh mặc dù là đứng gần khoảng có 2 mét thôi mà anh cũng không dám tặng quà nữa, anh phải nhờ người khác tặng. Em ngại mắc cỡ tại vì mối tình đầu nữa mà, cho nên em mà chưa có kinh nghiệm gì cả. Cái lần đầu tiên á tụi em có thể tiếp cận ngồi gần nhau để có thể nói bằng lời được. Dạ. Thì lúc đó nó như thế nào? Lúc đó thì sang nhà người bạn ăn uống, thì sau khi ăn xong thì em thấy bạn của em đi ra ngoài võng ngồi. Thì lúc đó em mới mạnh dạn mon men đi theo để ra ngồi chung. Anh khều cái vai em kìa. Ê, cho ngồi ghế dưới. Em cũng nhích qua cho ngồi mà im lặng một hồi. Xong rồi mới quay qua mới nói: ức đi yêu y, yêu gì? Có hiểu không? Cái gì nói lớn dạ, em nói là ức đi yêu y, yêu gì? Ủa, ông nói tiếng nước nào? Cái đó là tiếng lóng mà phổ biến đó 10 năm trước. Rồi anh hỏi em có hiểu không? Em cứ giả vờ nói gì chẳng hiểu gì hết trơn á. Em hiểu rồi. Không, không, em hồi nãy là em dùng cái từ giả vờ, có nghĩa là em đã hiểu mà em giả bộ đúng không? Dạ, tạm thời là em cũng hiểu. Bắt em nói lại nhiều lần đến nỗi mà em bực, nhưng mà em lại ngại không dám nói thật. Thì lúc đó thì có một người bạn sau lưng mới la lớn lên là Đức, nó nói yêu Diệu đó.
nhưng mà em cảm thấy là hơi bị nhục bởi vì tỏ tình cũng để người khác nói dùm nữa. Còn sao nó sao nữa? Chưa chịu đồng ý nữa. Nào thì mới đồng ý. Dạ, phải nói là đợi năm sau nữa để xem thái độ của em thế nào. Đó là lớp mấy? Lớp 10 gặp nhau. Lớp 11 mới nói được câu đính lóng đó. Rồi đợi lớp 12 mới cho đồng ý là yêu. Thì trong khoảng thời gian mà tụi em hẹn hò đó, anh nói là anh không biết chạy xe đạp. Toàn là em chạy không mà em chở. Có một lần á là có hai cái anh chàng anh chạy lên anh cứ ghẹo em. Anh nói bé ơi em dễ thương quá. Thì ngồi đằng sau tức lắm chị. Thì hai người này thấy vậy thì cứ chạy theo, cứ trêu, cứ nói là bé ơi bé chở em trai đi đâu vậy? Em trai em dễ thương quá. Trời ơi, lúc đó anh ngồi sau lưng em nhéo bạn gái em. Dạ. Anh ngồi sao không nhéo không nhắc thằng kia không? Em tức lắm nhưng mà tại lúc đó mình chưa vậy thì chưa còn nhỏ con. Cho nên mình không có dám phản ứng lại, mình sợ mình sẽ đánh không lại người ta. Đúng rồi. Cho nên mình im luôn, ngồi yên cho mình cứ nhéo bạn gái mình kìa gì người ta gọi kìa, người ta gọi kìa. Trời ơi, cái gì giỡn luôn cái eo hết bằng tiếng. Vừa chạy đến trường á thì em xuống xe. Anh giận anh ngồi hoài trên xe anh không chịu xuống vậy đó. Em như trẻ con á, giận ngồi. Nó là trẻ con chứ còn như gì nữa. Dạ. Rồi không lẽ tới bây giờ vẫn không biết chạy xe đạp. Tao có vụ án đó đó. Là em tức là quyết tâm em tập đạp xe đạp để không bao giờ cho bạn gái mình chở mình nữa. Vậy hả? Rồi chồng của em lúc đó thì quá trẻ con. Vậy thì bao lâu thì em mới thấy được một cái sự thay đổi? Sau khi học hết cấp 3 thì em cảm thấy ảnh càng ngày càng chững chạc. Nói nghe nè, hỏi câu tế nhị nha. Ở cái tuổi khoảng chừng 20 cho đến 25 là đã tương đối là chững chạc nếu như lúc đó bắt đầu yêu đúng không? Yeah. Và có thể hiểu biết được những cái kiến thức sơ đẳng nhất trong tình yêu hôn nhân. Vậy thì chị rất là muốn biết là tụi em có giữ gìn được cho nhau cho tới cái lúc tụi em cưới nhau không? Rất là trong sáng chị ơi. Cái thời gian đầu là em chưa dậy thì chắc chắn là không làm được gì rồi. Khi mà dậy thiệt phải cái lúc bác em hiểu em hiểu. Thôi ra nè, bây giờ anh không muốn hỏi là trong cái giai đoạn là dậy thì nữa mà bây giờ anh muốn hỏi cái giai đoạn dậy rồi. Em dậy thì rồi á, trong cái tư tưởng của em phải gọi là cổ hủ phong kiến á. Em không muốn đi xa. 100% là tình yêu của tụi em trong sáng, nó ngây thơ lắm. Tụi em giữ gìn cho nhau. Có chút 10 năm. Dạ có đêm từng hôm nhưng mà đêm từng hôm lại gặp nhiều trục trặc. Dạ rất là hồi hộp chẳng biết làm gì hết. Nhưng mà cũng may á là sau tiệc cưới á, thì là tối đó là tụi em đi karaoke với một đám bạn thân. Thì có một chị đã lập gia đình rồi thì chị mới tâm sự với em. Em mới ngồi em nói chị ơi tụi em quen lâu vậy đó nhưng mà chưa gì hết trơn. Tối nay không biết sao nữa em lo quá. Chị bảo là phải như thế này nè, như thế này. Tối về có truyền đạt hay không? Dạ. Cái đêm hôm đó thì phải nói là em rất là rung rung bừng bực luôn á. Hầu như là em phải nhờ vợ giúp đỡ. Hai tụi em chắc là nói nhiều hơn hành động. Trời ơi. Sau khi cưới nhau rồi á thì em có nhận ra được tại chồng của em có một cái điều gì đó nó khác hơn so với trước đây không? Thì mới bất ngờ là ảnh thích xem hoa hậu. À. Anh cực kỳ thích xem hoa hậu. Bây giờ thậm chí anh hỏi anh xem là người nào tên gì, hoa hậu đó đăng quang năm nào, giải gì là anh nói được hết. Anh thấy đàn ông mà mê xem hoa hậu là chuyện bình thường thôi, anh cũng đi xem bình thường thôi. Chị hơi thắc mắc gì nè, em mê hoa hậu như vậy tại sao không có ý định đeo đuổi một cô hoa hậu nào mà em lại là đeo đuổi vợ em suốt 10 năm như vậy? Em đầu tiên là tại lúc em mới 15 tuổi là em đã bị vợ em chiếm trọn trái tim rồi. Cái thứ hai là cái chiều cao của em không cho phép khi mà quen với lại người mẫu hoa hậu. Em lùn quá mà. Rồi chồng em ngoài mê hoa hậu ra thì chồng em còn có cái tính gì nữa không? Anh cực kỳ kỹ tính. Anh kỹ đến nỗi mà tóc em rụng xuống, ảnh lật đật anh chạy lại anh lượm, anh bỏ vào sọc đó. Kèm theo cằn nhằn nữa, tóc gì mà rụng hoài. Dạ. Hồi nãy giờ vợ em nói ưu và khuyết của em rồi, bây giờ vợ của em là khuyết và ưu của vợ em như thế nào? Vợ em thì là một người hay giận, giận vô cớ nữa. Em đi đâu không nói cũng giận, em làm gì không bảo cũng giận. Nhiều khi học sinh gọi điện thoại cho em hỏi thăm bài vở rồi cũng giận nữa. Em cũng không hiểu sao là học sinh lại quý ảnh như vậy nữa. Nhiều khi hả, ảnh đi dạy về thỉnh thoảng cứ đưa cái lá thư tỏ tình, đưa một món quà học sinh tặng. Thấy chưa? Và không ngừng ở đó có một số học sinh gọi hỏi trực tiếp, thầy ơi bây giờ con yêu thầy tính sao? Nhưng mà em biết là học sinh nó ngây thơ lắm, nó chỉ nói vậy thôi chứ nó không nghĩ sâu xa đâu. Chắc không đó, học sinh ngây thơ. Em sao vậy? Tự nhiên em đốt nhà người ta.
Em hay quá ha. Không, bây giờ thật ra bây giờ hôm nay nồi nói chuyện nhau là có cái gì phải nói quỵt tẹt ra đúng không? Đó, anh muốn nghe một cái đợt xấu gì đó của chồng em mà là trong trong đời sống hàng ngày mà em phải gặp. Cực kỳ nóng tính. Cái gì có người này mà nóng tính? À, ví dụ như mình đang nói chuyện như thế này, ví dụ rồi mình gọi thì anh nói là đáng bận rồi, mệt quá lát nói đi. Nhưng mà thực ra với cái điều em kể chị thấy là đâu có nóng đâu. Em mà khi mà dựng lên hay là nổi nóng á là đồ đạc nào gần tay em là em cầm em chọi hết. Và em chọi chỗ khác chứ không có chọi vợ em. Ghen vợ hả? Dạ ghen chứ. Ví dụ như là lúc nào cũng muốn vợ xinh đẹp, đồ đẹp, váy là phải có đi khác để tôn dáng vợ lên. Thế mà đi ra đường á, ai mà liếc mắt nhìn cái là kéo áo lên, kéo váy xuống khép chân lại. Thôi vậy kể từ lúc này anh chỉ nhìn em thôi, anh không bao giờ nhìn vợ em nữa. Vậy thì cái tính hay ghen của em á, em có kiểm tra vợ không? Chắc là vợ kiểm tra em. À, kiểm tra em hả? Em thường xuyên gọi điện thoại. Ủa anh đang ở đâu vậy? Anh đang làm gì vậy? Anh đi với ai vậy? Anh ăn gì chưa? Lúc đó là em bực bội lắm. Tức là vợ thì kiểm tra chồng bằng cái hình thức đó. Dạ. Rồi có khi nào em bị chồng kiểm tra trên một cái hình thức khác chưa? Đó, kiểm tra. Chồng em kiểm tra chắc chỉ kiểm tra răng em. Ủa là sao? Anh quá kỹ tính và quá sạch sẽ. Nên một ngày anh bắt em đánh răng 2-3 lần. Tối mà em hỏi mà đánh răng chưa, mà giả bộ mà nói đánh rồi là em sẽ kiểm tra. Và em nhìn nó làm cái đánh răng chưa là rồi liền. Hèn gì nãy giờ nhìn vào răng vợ bạn thiếu trắng tươi à. Trời ơi. Vậy bây giờ đó thì em muốn vợ em có những sự thay đổi gì? Bớt giận vô cớ lại, cho em có sự thoải mái á. Thế còn em muốn hay chồng em thay đổi cái gì? Bớt nóng tính lại, chịu khó lắng nghe vợ. Chị chưa gặp một cái cặp lạ lùng mà nó lạ kỳ mà nó thi vị như là cái cặp vợ chồng của tụi em. Tại vì tụi em đã trải qua một cái quá trình gắn bó 10 năm yêu nhau như vậy. Đó là một cái quãng thời gian mà nó không phải là ngắn. Nhưng mà nó đặc biệt hơn những cái tình yêu khác là vì nó xuất phát từ lúc mà em còn là gọi là thiếu nhi. Đó, cho nên là em giữ gìn nhau nó cũng chẳng khó khăn gì. Bởi vì sao? Ghen của vợ em á, nó là một cái bản năng của phụ nữ. Tất cả các bà vợ trên đời đều có những hành động cử chỉ đó khi còn yêu chồng mình. Nhưng ngược lại, chồng em mà nhiều học trò thần tượng như vậy, có nghĩa là chồng em là một người rất là tốt, người thầy rất là tốt. Trên cái chuyện đó là em thấy hãnh diện nghe, đã chứng kiến vậy thì rồi nè, đã chứng kiến trưởng thành rồi nè, bây giờ chứng kiến nhau lúc mà thành lão đi coi nó ra làm sao. Cảm ơn chị. Sao có hồi hộp, có lo sợ gì không? Dạ, bữa nay em thấy em hơi liều. Hơi liều hả? Tí cho em nói, mới nãy giờ anh đòi trốn về chơi chơi xấu cho kỳ cục, tự nhiên đòi trốn về. Trời, đưa lên TV xuống chết nhờ công em đòi. Em mua giờ trốn về anh sợ quá, tay còn lạnh luôn á. Trời ơi. Vậy là em hốt anh lên đây hả? Em năm nỉ, đầu tiên nha, em năm nỉ, em có anh nuôi em nói chương trình này vui dữ lắm luôn, vui lắm luôn anh. Em đăng ký đi. Cái em đăng ký cho đã cái. Bữa hổm là chị trong chương trình nó gọi cho em. Cái em báo cho anh là mình được là mời lên đây tham gia ghi hình. Cái anh nói, em ơi anh không đi nữa đâu. Trời ơi, chị em năn nỉ chị từ 7 giờ tối mà tới 10 giờ tối luôn. Năn nỉ suốt luôn. Rồi sau đó thì anh mới chịu. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện nha. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Thái Khoa, em năm nay 31 tuổi, em là nhân viên kỹ thuật. Dạ em quê chung với anh Quốc Thuận là em ở An Giang. Rất vui mừng được gặp đồng hương của mình. Thôi còn em? Dạ em tên là Diễm Trinh, là năm nay em 24 tuổi, là kiểm lâm viên ạ. Đúng vậy. Mình đồng hương. Đúng em ở Tỉnh Biên nè. Biết em không? Không. Em cũng không nữa. Rất vui mừng. Phải nói hôm nay rất vui là bởi vì được trò chuyện với hai người đồng hương của Quốc Thuận thay mặt cho chương trình Vợ Chồng Son. Rất là cảm ơn hai em đã đổ đường xa đến tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Đúng rồi. Rất là quý hóa. Rồi bây giờ kể cho Thuận biết đi, cái hai người quen nhau như thế nào và làm sao để mà trở thành vợ thành chồng. Tình cờ là em có một cái anh bạn thân, mà anh bạn thân đó là anh bà con với vợ em hiện tại. Anh nói tao có con nhỏ em, mày rảnh mày lại mày rủ nó đi ăn uống gì đi, nên mới điện cho vợ em. Nhưng mà mới nói chồng em như kể thiếu chi tiết không ơi. Vậy nè. Ông ơi, nghe chưa, dân chơi tôi là gì đâu ông ơi.
ảnh nhắn tin cho chồng của em nói ê tao có như em dễ thương lắm, làm ai cho mày đó. Mà ảnh không kể như tiếc là em dễ thương lắm, anh không kể, tự nhiên kể thiếu một khúc rồi đó. Nếu nguyên ba cái chữ em dễ thương. Thành ra cái câu đó là cái câu rất là quan trọng. Đúng rồi, quan trọng nhất luôn á. Tại vì nghe câu em tao dễ thương lắm ảnh mới đi, còn em thì nghe nói ừ đi đi bạn của anh chở em ăn uống em mới đi, còn mới gặp mặt. Mà xíu xíu cho hỏi nè, lúc gặp dạ. Thì có thấy là dễ thương không? Dạ cũng có dễ thương. Ủa quý vị đây có thấy dễ thương không? Dễ thương thiệt mà vui tính nữa à. Rồi tiếp tục làm sao? Cái ấn tượng ban đầu của em gặp ảnh đó là nó khó diễn tả lắm mà không sao khó diễn tả đó ớm hơn vợ xấu ha em thui à, giống như cái áo anh mặc vậy đó em thui vậy đó. Sau đó thì tại vì cái sở thích của em là ăn uống, em khoái ăn lắm, thì chở em cứ ăn 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 gì nè, rồi ảnh thì ảnh lo nhìn em mỗi lần ngước lên cái thấy ảnh nhìn cái em cười gì nè xong rồi cái em cố xem ăn nữa. Em không ngờ là vợ của em là hơi trẻ nên thấy vui vui cứ nhìn hoài vậy đó. Thì yêu nhau luôn khoảng mấy tháng đó, lúc đó mình tự nhiên mình thấy mình nhớ rồi sau đó có thời gian gặp lại thì mình mới xác định là mình có tình cảm với cô này. Thôi chết rồi, yêu rồi gì đó. Dạ. Ngày sau đó thì mới hai đứa mới tiến tới tìm hiểu và cưới nhau là cách đây 2 năm. Nhưng mà lúc đó là em đã thấy yêu anh này chưa? Dạ chưa. Cái lúc đó là ảnh thích em. Mà em thì em ghét những người mà lớn tuổi hơn em nhiều lắm. 7 tuổi mà nó già xấu. Thấy em dễ thương không? Sao xứng được? Trời ơi, lúc em chảnh lắm nha. Lúc đó mới có 19 tuổi à. Đẹp lắm, em thấy em đẹp luôn mà. Tại giờ tại bây giờ em thấy em tàn á. Bởi vì giờ tay ảnh là tàn luôn đó. Trước là nhìn dễ thương lắm kìa. Phải không? Mà tội nghiệp ảnh lắm. Ảnh bị dụ mà tới thì... Thôi xin lỗi chú nha. Ảnh bị dụ đó. Rồi cái ảnh nói là thích em. Em biết ảnh lắm. Em bỏ số đó luôn. Cái mà nó bỏ thì nó kỳ quá, giống như làm tổn thương người ta. Cái em nói anh ơi, cái điện thoại em hư rồi. Chứ thực sự là em bỏ xin em không xài nữa. Anh hay sợ không nhắn. Dạ. Giờ anh biết rồi đó. Rồi anh có mua điện thoại mới cho em không? Dạ có. Anh nhiệt tình lắm đó, sao anh nghe vậy à, dễ bị dụ lắm luôn. Tự mua tặng điện thoại luôn à. Có cái em nhận luôn à. Dạ. Em nhận rồi lúc đó mới thương ảnh hay sao? Dạ chưa. Hồi đến lần nào mới thương không? Thấy anh lo cho mình nhiều. Dạ chị biết cuộc sống sinh viên xa nhà thì nó thiếu thốn đủ thứ hết. Mà ảnh lo từ A đến Z luôn. Mà ảnh cũng không đòi hỏi là bất cứ thứ gì. Cũng đáng để mình suy nghĩ lại đây có phải là người đàn ông của cuộc đời mình hay không. Và cuối cùng em đổ. Em đổ. Dĩ nhiên là phải đổ mới có ngày hôm nay đúng không? Rồi vậy thì cái chuyện mà đi đến hôn nhân có gì khó khăn không? Dạ không. Dẹt à. Ảnh nói gia đình ảnh là lên gia đình em. Cái làm đám nói. Với lại ha, ảnh là mối tình đầu của em luôn á. Là trước giờ em không quen ai luôn á. Mà em thì muốn có cơ hội tìm hiểu vài người nữa. Rồi bị hốt luôn. Vậy tới đó. Giờ luôn. Dạ thành vợ luôn à. Vậy có nói hẳn không? Nói hẳn thì không đến mức độ đó nhưng hơi tiếc nuối. Tiếc nuối? Trời, tiếc nuối là bà nội mới hả? Nãy giờ nghe bà wow nói chuyện cảm xúc bạn chồng sao? Dạ nói chung thì giống như mình ngồi ôn lại nhìn lại cái kỷ niệm nha. Thấy nó cũng có cái vui là từ khi mà quen á là em với vợ em đã xa nhau do cái điều kiện công việc á. Đến lúc cưới hiện tại cũng vậy. Hồi đó thì em đi làm á, là khoảng 3 tháng mới gặp nhau được lần. Lúc mà gần đám hỏi á, thì được 1 tháng. Bây giờ thì em chuyển công tác về cũng gần nhưng mà gần hơn hồi đó thôi chứ cũng còn xa nhà. Thì hai chồng khoảng 1 tuần gặp được 1 lần. Dạ. Ủa vậy hả? Có nghĩa dạ. Là chung ở An Giang luôn nhưng mà khác quyền. Dạ lúc ngày xưa khi còn quen nhau là em ở An Giang, ở Tây Ninh. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau rồi em ở An Giang, ở Đồng Tháp. Và hai người sắp xếp lắm rồi mới đi chung ngày thứ bảy chủ nhật lên đây được á. Tụi em đã có em bé chưa? Dạ chưa. 2 năm vẫn chưa có em bé. Dạ. Em có nghĩ rằng là lý do là hai người ở xa quá cho nên là mà trong một cái tuần gặp nhau ít như vậy thì đó cũng phải là nguyên nhân dẫn đến nha. Tại nhà em á, chị hai của em vừa có cháu nhỏ, bởi vì em hình dung được cái nỗi cực khổ của người làm mẹ thế nào. Sáng á, phải thức sớm thì còn sớm nha. Rồi sau đó phải tắm rửa cho nó, rồi cho nó bú. Tính của em hay còn trẻ con lắm, em sợ mình bụng bự vậy ha. Cái mình ngủ mình ơn à. Trời ơi, ngủ không được mà không có chồng bên cạnh, em sợ lắm. Bởi vì em hơi ngán. Còn em có mong muốn là có em bé không? Dạ thực sự thì hiện tại là em rất là muốn có em bé. Đúng rồi, tại chồng dạ. Lớn rồi, em 31 rồi mà. Dạ, với từ lúc trẻ là em đã thích con nít rồi. Nên hiện tại cũng thích lắm. Nhưng mà tại vì cái điều kiện của hai chồng hơi xa. Với lại vợ cũng thấy hơi ngán nên nó còn do dự. Em thích con nít bởi vì trời ban cho em đứa nít. Thế chồng mong con nít vậy rồi em thấy sao? Có lúc nào em nghĩ suy nghĩ lại không? Dạ không, tại chồng em thích nít thì em kêu nựng cháu của em đi. Cháu ruột của em, cháu ruột ảnh á.
Có hai đứa cũng nhỏ nhỏ không, dễ thương. Nhưng mà khác nhau là rồi. Con của mình nó khác với cháu chứ cưng. Bây giờ là cái tuổi á, mà khi sanh con thì con nó sẽ khỏe mạnh nhất á. Chứ còn chờ chồng em lớn nữa, già nữa thì cái đứa con nó sẽ không được khỏe. Mà sao em ngáo quá, em sợ nít lắm luôn á ta. Nó khóc hoài rồi, thấy ớn ớn làm sao á. Đó có nghĩa là bây giờ em đang lo sợ là nếu như em có con, có bầu thì là một thân một mình em sẽ lo, tại vì ông xã em bây giờ ở xa. Dạ đúng ở rồi dạ. Nếu như chồng em chuyển công tác và ở gần nhà em, liệu em vẫn còn ý định là không sinh con không? Chắc giảm được 10%. Giảm đi 10%. Tại có nghĩa vì... là trong sâu xa em vẫn chưa muốn có con. Với lại em còn muốn đi chơi, rồi muốn mình học tập hơn nhiều nữa. Hôm nay là em mới 24. Em đi làm cũng mới được 2 năm thôi. Thì mình vẫn muốn tập trung cho công việc của mình nhiều hơn. Với lại em cũng chưa được đi đây đó nhiều. Em cũng em định làm bao nhiêu tuổi thì có em bé? À, nếu tính theo năm là 3 năm nữa. 3 năm không, có 3 năm nữa hả? 3 năm nữa thì cũng được cũng mà được chồng em không chịu. 3 năm nữa là em 34 á. Em nghĩ như thế nào? À, em cũng có trao đổi với vợ em vấn đề này. Thì thật sự là có một cái khó là em ở hay xa. Nhưng mà em cũng đang thuyết phục vợ em, với lại cũng đang sắp xếp công chuyện của em về cho nó gần nhà, để có thể là năm sau là có em bé. Chứ nếu mà để khoảng 2-3 năm nữa thì nó lâu quá. Thực sự mà nói là thứ nhất là bạn còn trẻ, bạn chồng là mối tình đầu, có nghĩa là bạn chưa biết một cái gì đó. Đi chơi cũng chưa được đi chơi nè. Rồi là tìm hiểu thế giới bên ngoài cũng chưa. Mà tính cách của bạn này là rất là năng động, em tiếp xúc là em thấy rồi. Thì theo chị là như vậy nè, sau khi mà em chuyển công tác về được gần vợ, em dành ra một cái khoảng thời gian để mà đưa vợ em đi chơi, giống như trăng mật vậy, trăng mật muộn vậy đó, em hiểu không? Thì trong quá trình đi chơi đó ta cấn bầu trắng, ví dụ vậy, thì nó được cả hai vế luôn. Thì tại vì em biết lý do sao, cái tuổi này khi mà em sanh con á, thứ nhất con rất là khỏe, mà em chăm cũng dễ, em lấy lại phọt cũng dễ luôn. Cái đó nói thiệt, em mà có một đứa con em đẹp nữa, gái một con trong mòn con mắt phải lắm đó, chị nói nghiêm túc đó, cái mặt kìa nhìn thích lắm chứ không phải là vụ đâu nghe. Cái đó nói thiệt đó. Sao em thấy cái ý của chị Dân sao? Dạ, em sẽ suy nghĩ lại. Để một đứa con gái hoặc con trai cũng được, nhưng mà con gái cái mặt nó y chang mặt em. Trời nó xinh xắn mà nó hoạt bát, nó dễ thương. Em đừng có tưởng tượng. Trời ơi đừng. Là em chịu hết nổi liền luôn. Rồi sau chương trình này về An Giang thực hiện liền cho anh nha. Dạ. Bắt tay. Rồi xin chúc cho hai em mau sớm có tin vui nha. Kim Anh vẫn ấy vẫn bị nhỏ quá đó. Kim Anh với lại Minh á, là xưng bằng anh chị đi cho dễ chia sẻ. Rồi là còn chọc hai người này nữa. À. Chọc hai người này hai anh em đó. Rồi, nó lớn lại nè. Ba. Dạ con chào. Em chào, anh chào hai, chị ba. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. À, con năm nay 36 tuổi. Con tên là Nguyễn Thị Kim Anh ở bên Hòa Đồng Nai. Em xưng em mà xưng con hoài. Chị mà xưng con là sao? Lại cái nữa, lần thứ ba. Nhưng mà hơi xoay người là chút xíu. Xoay người qua xíu nào. Rồi. Dạ. Rồi. Hai ba bắt đầu. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Kim Anh, năm nay 36 tuổi. Ở bên Hòa Đồng Nai. Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Công việc là đang bán rau ở nhà. À bán rau. Dạ. Rau đó chị. Đúng rồi. Nhưng mà ý là mình là kiểu như là rau là do mình nhà mình tự trồng hay là mình lấy dạ, ở đâu? Dạ không, em đi lấy ở chợ đầu mối về. Đó. Chị ơi, giống như ở nhà ông chồng ông nói hết rồi sao? Ông hứa hết rồi sao? Thì đó. Ở vậy nghe thùy mị nhẹ nhàng. Thì đó. Còn bên kia người ta lấy hết rồi sao? Thì đó, thì bây giờ chuyển qua ông chồng đi. Đó. Mời bạn mình. Chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Hồng Minh, người ta hay gọi là Minh Râu tại vì để râu bán râu. Em ở bên Hòa Đồng Nai, công việc của em là kinh doanh râu thì mười mấy năm nay rồi. Mình mới kinh doanh thêm mặt hàng nước giặt xả với lại một số mặt hàng tiêu dùng á. Lưới gì cưng? Nước giặt xả. Nước giặt xả. Ủa cái nước giặt xả đó có liên quan gì tới Quyền Linh không? Dạ giống vậy á. Có không? Dạ đúng rồi. Giống, có bán cái mặt hàng của anh Quyền Linh không? Cái Amity á. Dạ có. Có luôn. Ủa là em bán cái Amity hả? Nước giặt xả với nước rửa chén, nước lau sàn với một số mặt hàng á. Đó là của ông luôn đó. Đó cái hiệu Amity dạ, à? Dạ không, hiệu Minh Râu luôn. Người ta tự kinh doanh, người ta có luôn á chị. Em tặng cho chị ông Vân. Ủa gì? Về xài thử. Cảm ơn Minh Râu, bạn mình. Chị ơi, như vậy không phải là bán của Quyền Linh mà đối thủ của Quyền Linh. Đối thủ của Quyền Linh. Đó, đấy rồi. Nước giặt tên là Minh Râu luôn. Nước giặt xả Minh Râu. Đó. Râu Minh Râu. Đó. Chị ơi, bây giờ người ta chuyển hướng. Người ta để cái phần rau đó cho vợ người ta kinh doanh. Còn mình là kinh doanh sang mặt hàng khác. Chị thấy cái đầu ghê không? Nhìn cái đầu thôi là thấy ghê rồi đó. Đâu, em vẫn bán rau bình thường nhưng mà ít bán ít nạ thôi.
Đấy, mới bán được có thời gian gọi như là bán trải nghiệm thu thập những cái khách hàng như thế nào, chất lượng nó có đạt, phản hồi khách hàng tốt thì mình phát triển thêm, còn không tốt thì mình phải coi lại. Tôi nhớ là cái đợt dịch đó là Minh Râu có rất là nhiều những cái slogan. Đúng. Nó mặc dù nó sai chính tả, mặc dù câu cú nó không có đúng gì cả, nhưng mà nó lại để lại một cái ấn tượng là bởi vì nó rất thật, nó rất chân thật, nó rất đời thường. Đó, không giống như là đâu nè, ai muốn mua thì mua, không lấy tiền. Vậy thì bây giờ mua thì mua, không lấy tiền, mua thì mua, mua thì mua nghe, ai mua thì bán, ai mua thì bán, ai trả tiền thì hả, ai xin thì cho, ai xin thì cho. Vậy thì trong thời gian gần đây có cái câu nào mà nó ấn tượng của Minh đâu? Tự nhiên mà kêu em không, gần đây á, gần đây á, Minh có ra cái câu nào mà nó ấn tượng nữa không? Tự can tự tính tiền. Mình dán cái tóc qua bên hôm nay hơi mệt mà mấy em mua nhanh gọn nhẹ rồi về chứ đừng có hỏi nhiều. Nhiều lúc mệt quá, dọn hàng mệt quá mấy em hỏi nhiều quá. Sẽ nhậu sẽ sai sai tí đấy. Nhưng mà cái rau của mình bán mà chạy nhất là cái loại rau gì? Dạ rau muốn đột biến đấy chị Hồng Vân. Rau muốn đột biến. Tại sao vậy? Tại sao nó mềm, nó ngon, nó cho người ta mà đâm ra bán chạy, mặt hàng nào mà tặng miễn phí là chạy nhất. Mình hay bán ế lắm, không có lấy tiền hết. Dạ, ai cần đến lấy thì mình chạy lắm. Mình kéo cái quần xuống, kéo cái này rồi. Ok, rồi bây giờ đến cái phần cơ duyên ha. Không biết rằng là hai bạn coi như là lần đầu tiên gặp nhau trong cái khoảnh khắc nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là do ông anh họ của anh, lúc đấy anh bị tai nạn giao thông ở trên Biên Hòa, xong rồi lâu về. Chưa lâu rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi. Xong rồi về quê để chữa, về quê để nghỉ ngơi á. Xong rồi ông anh họ ấy, xong rồi dẫn đến nhà chơi, bà biết con bé này lắm, con bé này thì tao mới vô mấy ngày à, cũng dễ thương, rồi dẫn mày xuống. Rồi dẫn đi tán gái đi, tán qua mùa mưa ấy anh, mới buồn. Xong rồi dẫn xuống, lúc đấy là con chị ăn ở nhà làm theo trong nhà, tao đâu biết đâu. Rồi dẫn xuống quen, em lần đầu tiên gặp ổng thì cũng thấy ổng không có đẹp trai như bây giờ đâu. Sâu lắm. Nhưng mà lúc đó thì tóc có tóc không? Có tóc, có lâu không? Có tí tóc. Râu thì cũng chưa có đâu, không thấy lúc đấy. Đó có tóc không có râu, mới có mình tóc thôi. Bây giờ có râu thì lại không có tóc. Mặt này sẹo nữa, mặt này sẹo nữa, tai nạn mà sẹo nữa. Nhưng mà ấn tượng là ổng vô nhà ổng cười đấy, ổng cười ấn tượng cái nụ cười của ổng ấy. Xong rồi là ổng thật thà, thằng em đi đọc kênh về, xong rồi có cái bánh ông cống đấy, ổng xin luôn cho miếng ăn, vậy ngồi ăn tình bơ vậy luôn. Cái bánh gì? Bánh ông cống ấy, hồi ở đi quê hay đọc kênh đó, bánh ống á. À cái bánh đó, vậy là cái bánh đó ai mà không xin. Chị thấy em cầm cái đó chị cũng xin nữa ha Minh ha. Nó rất dễ mà. Chị tưởng là cái bánh mà bánh cống mà để ăn bánh cuốn á. Bánh cống miền Tây á. Đó thì cái đó mới là thật nhất á, coi như là cái bánh đó xin là ăn nó mất mệt á. Rồi ăn lúc... ăn tự nhiên. Nhưng mà Minh ơi, cái lúc đó là lần đầu tiên Minh gặp cái cô bé này thì Minh có ấn tượng gì cổ không? Ngày đầu tiên thấy cổ thì có ấn tượng Minh là về cái nụ cười đó. Ngày đầu tiên thấy nó cười, nó nhe ra hai cái răng khẩn của nó cũng hay. Nghĩ mới đầu này đi tán gái đi chơi cho đỡ buồn mấy ngày nghỉ dưỡng bệnh mà sao thấy cái này cười thấy hay, thấy ấn tượng quen. Rồi xin cái bánh nữa đúng không? xin bánh của em ruột rồi giờ. Nó ngồi, nó nằm theo, nó cứ ngồi, nó nhìn, nó cứ nhe răng, nó cười thôi chứ nó không. Còn nhớ bữa đó ổng ăn mấy cái không? Thì có một miếng thôi, em xin nhiều, em nó khóc. Tức là trong cái tâm trạng của em lúc đó là em chỉ nghĩ là thôi kệ, tán gái cho qua mùa mưa thôi, đúng không? Ai về là cái nụ cười đó là hớp hồn em luôn. Có hớp hồn không? Có sao xuyến, có hớp hồn không? Có, thấy bạn nhỏ này cười thấy hay. Và sau đó về nhà là quyết định coi như là tấn công cô gái này. Vậy là cứ ngay xuống hoài. Là có nghĩa là cô thiệt á, chứ không phải là cái kiểu mà tán cho qua mùa mưa nữa. Đúng mấy đầu là mang tâm chỉ để đi mấy bạn chặn đó chơi cho vui qua mùa mưa thôi. Nhưng mà thấy nó gặp cái là thấy ấn tượng. Còn nghe là cái kiểu của ông á, cái kiểu của ông mà nó kiểu mà hơi bất cần á, hơi kiểu hơi kiểu mà tửng vậy đó. Vậy cái cách ông cô gái là sao? Còn nhớ không? Đã thấy quen được mấy ngày, 3-4 ngày ha. Thấy nó bật đèn xanh đó, mình thấy và chắc được. Ủa, bật đèn xanh sao? Nghe thấy cái là lúc mà nói chuyện mình có cảm nhận được người ta cũng có ấn tượng với mình còn ban đầu thì đôi khi nó chỉ ngồi máy, nó theo nó đâu, nó cười thôi chứ không nói. Mấy ngày sau, ba bốn ngày sau thấy nó nói chuyện này kia, thấy mình có cảm nhận được có gì đó đâu, mình thở là chắc. Tức là 3-4 ngày sau em lại mò lên nhà của... Đâu, từ ngày nào cũng đi. Ngày nào cũng lên hết. Vậy đó hả? Là bắt đầu 3-4 ngày sau mới cảm nhận là bật đèn xanh. Đúng không? Tức là lúc mấy ngày sau thì em thấy thích anh này. Dạ, cũng lần đầu tiên cũng đã thấy có cảm tình rồi. Thích rồi. Cái điều gì ở ảnh mà khiến em coi như là bật đèn xanh cho ảnh mà chỉ trong tích tắc có mấy ngày thôi? Thấy ông thật thà này, ông không có ra vẻ. Ông rất là thà, ông có sao, ông ai vậy thôi, ông không có ra vẻ. Có vui tính không? Có cũng vui tính. Có hay chọc ghẹo em không? Chọc em cười hả? Vậy là đang theo cười hoài. Tại vì ổng đã ấn tượng cái răng khểnh của em rồi, cho nên chắc chắn một điều là ổng rất muốn đến để mà ổng nhìn cặp răng khểnh đó.
không? À, gì đó bạn Minh bạn nói đó có nghĩa là nó ngồi theo, nó ngồi may gì nó cũng nghe răng lên nó cười thì bây giờ là chắc là nụ cười thường trực rồi. Nhưng mà sau đó bao lâu thì hai đứa chính thức quen nhau? Lâu không? Chắc tầm tầm hai ba tuần, hai tuần là dính luôn. Hai tuần là quen nhau nhưng mà cứ đến nhà chơi thôi, cứ đến nhà rồi con nhà em chơi thôi. Rồi thôi bây giờ cái chỗ đó qua đi, bây giờ tới cái chỗ dính nè, Hùng nè, nó làm sao không? Nhưng mà ý là chị muốn hỏi là ví dụ như em quen bạn này thì gia đình bạn này có đồng ý để cho hai đứa quen không? Quen được 3 ngày á, là gia đình nghe nói là hồi xưa có Minh Râu rồi, xưa gọi là Minh Rít, em Quang Lùng, mà thằng anh của em nó cũng thuộc dạng tiến tèo của này nội á. Là bố mẹ vợ với lại mấy em vợ với mấy thằng ở xóm nghe danh vậy đâu nói là cấm đâu cho quen đâu. Cấm không cho quen, muốn là em đến chơi phát hỏi khi mang có nhà không hay bác. Nó đang được chán sau á, mà vợ kêu nó đi chơi rồi. Em cứ tự biên tự diễn ngồi tự pha trà tự ngồi uống chơi hồi nó phọt nó lên. Vậy hả? Thì hồi đấy ba mẹ vợ cấm thì đương nhiên còn biết là hồi trẻ trẻ gọi là xuống nhi ấy, mình cũng nghịch à, thích thể hiện đúng không? Kiểu vậy. Và nghe nói bảo thằng anh nó quậy, và thằng em nó cũng quậy, đâu là không muốn con gái mình quen á, là cấm đâu cho quen cũng đúng thôi, đúng không? Ủa nhưng mà sao mà vượt qua được những cái sự cấm cản đó để mà hai đứa coi như đến được với nhau? Thì là đấy, bố mẹ vợ với lại bà con bên vợ cấm dữ lắm. Rồi hôm đấy là xảy ra sự cố ngoài muốn xong đâu, dẫn nó đi bụi đời, dẫn nó bỏ đi cả tháng chờ được tháng rồi. Mấy tuần nè, mấy tuần nó đợi điện thoại về thì bố vợ kêu mày về đi tao gạn tao làm đám cưới cho. Nhưng mà sự cố ngoài ý muốn là cái gì? Giống như hôm đấy là đi lễ, đúng rồi, đi lễ. Đi lễ mà gặp anh này ngay chỗ đầu nhà thờ á, xong rồi lúc con xuống xe thì anh này tới nói chuyện và chị gái chạy vô cất xe. Xong rồi về xong rồi bảo cái tưởng là con đi chơi bỏ lễ không đi lễ đi chơi trốn đi chơi ông này về, xong rồi cáo ba má. Xong rồi ba má cũng bảo thôi để đấy tí nữa tao về tính tội, ba má cũng đi lễ. Ông bảo sợ quá, bảo sợ. Bảo giờ chết rồi, bây giờ ông bà không tin nữa rồi. Không tin là mình có đi lễ. Xong rồi bà bảo ông phải thôi vậy nên anh chở đi, vậy là vô cuốn gói là đi luôn, trốn luôn. Lúc đấy không có suy nghĩ gì nhiều đâu, tiền quá. Nhau lên xe là đi với ông luôn. Mà gặp bà chị gái bà dằn cái xe lại chứ. Thương mà chị ơi. Ôi là ra sự cố ngoài ý muốn là cái đó đó hả? Trời, tôi tưởng nó cái vụ kia. Rồi xong rồi. À, bố điện thoại cho Minh luôn à, hay là điện thoại cho Kim Anh? Điện thoại về, hồi đấy không có điện thoại như bây giờ đâu, chỉ có điện thoại bàn thôi. Điện thoại về hỏi thăm dò la tình hình ở nhà. Xong rồi ba má cũng khuyên thôi đi về. Là em hả, em điện về đúng không? Về xong rồi ba má thôi đi về. Thì cái lúc mà đi trốn ấy, thì cái chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi đó. Đấy, xong rồi bà thôi bây giờ ở dưới quê mà con gái mà đi theo trai như vậy thì mang tiếng. Đúng rồi. Giờ gọi về phải no cưới gấp. Thôi về cưới đi, giờ nó không, mình không chịu thì nó chịu rồi thì nó phải chấp nhận thôi. Gọi về cưới thôi. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, cái điều gì mà khiến mà em quyết định là em bỏ em đi theo trai ở bạn này, trong khi bạn này quá lẫy lừng? Dạ, lúc đấy là sợ ba má. Ba má con là cũng không phải là nghiêm khắc lắm đâu, mà lúc đấy thì tâm trạng mình sợ, có nghĩa là mình đi mà sao bảo mình không đi là sợ. Có nghĩa là bạn này á, thứ nhất là yêu quá trời yêu rồi, thứ hai là cái sự cố là hôm đó là theo lẽ phải đi nhà thờ. Mà bên đạo á, mà đã trốn đi nhà thờ á, là một cái lỗi rất là lớn. Thành ra là hôm đó người ta có đi nhà thờ, nhưng mà chị lại học lại ba mẹ là nó không đi nhà thờ mà nó nói chuyện với Minh kiểu vậy đó. Thế là đến tai bé này sợ quá, bé bỏ đi luôn mà nhờ cái cú đó. Chắc là Chúa phù hộ cho cưng đó, đúng không? Chắc là được Chúa chứng kiến rồi đó. Mà đi nheo lên xe đi, ông này ông đâu có đồng bạc nhà trong người đâu. Ông dẫn vô trong cái ao cá nhà thằng bạn ở. Ở trong ao cá hả? Chuyện tình bên ao cá. Vậy là chắc có cái chòi nhỏ nhỏ thôi đúng không? Ở chị An á, nhà bạn nè. Đúng rồi, ở trong đấy hai vợ chồng ở trong đấy là dẫn ao cá cho người ta luôn. Giữ ao cá luôn. Thì dẫn ao cá luôn. Trời ơi, rồi chắc là phải ngủ mùng chứ không thì hả, mũi cắn chết. Có nhà đâu mà. Và cái đêm đầu tiên định mệnh chắc là ở bên ao cá luôn đúng không? Dạ. Chúc mình đi sâu vô. Đêm đầu tiên chắc trước đó không là trong nhà xóm trước đó, còn trong ao cá lúc đấy là xong rồi đúng không? Rồi bây giờ nè, trong túi không có tiền mà đã gì ông dẫn con gái người ta đi nữa. Rồi bây giờ tiền bạc đâu mà tiêu xài, rồi hẹn hò cà phê thì sao đó? Đi mượn bạn. Em học thời trung cấp ở trên Biên Hòa cũng từ năm 99 á. Thì hồi đấy cũng đi làm công ty, cũng có bạn bè nữa, thì ghé mấy thằng mượn ít rồi xoay sở đi kiếm được nam. Lúc đó em làm cái gì? Lúc là anh làm bảo trì trong nhà máy á, là khu công nghiệp Biên Hòa. Tức là chưa có là buôn rau luôn đúng không? Chưa, rồi sau rồi hai đứa đi về nè, đi về rồi là làm đám cưới luôn.
Dạ, mấy tháng mới là đám cưới. Ờ, làm đám cưới. Ờ. Rồi sau đó là bắt đầu mới mở kinh doanh hay sao? Lúc đó là chưa, chừng nào mới là... Thì sanh bé thứ hai. Bé thứ hai, bé thứ hai mới bắt đầu chuẩn bị mang bầu. Bánh thịt heo trước, bánh thịt heo bể nợ Bình Giang, Bình Dương, xong rồi trốn về Biên Hòa. Bể nợ luôn hả? Ở mình năm... mày ta ở 2008, 2008 thì chính nhiều luôn. Sao đời ông Trung Chiên với ông Minh Râu. Nhưng mà sau cái lần đó cưới xong là có em bé liền vậy luôn hả cưng? Dạ. Có trước mấy tháng. Có trước mấy tháng, rồi sanh xong. Trời ơi, mà vợ em xinh xắn vậy à, chắc có nhiều người mê lắm đúng không? Nhiều, đợt quen đó, ở xóm mấy xã bên đếm bảy đông lắm. Rồi em sao lúc sao? Đó em thì gặp một số thằng quen thì kêu bảo nhỏ tao địa đó, tụi bay tốt nhất đi ăn đi, tụi nó bật đèn xanh cho tao rồi tụi bay đừng có ghé. Nó không nghe anh lì lắm. Lúc đó là ông cũng đã có máu mặt rồi đúng không? Dạ không, không thì chỉ nói là đừng có ghé rồi tụi bay bảo con nhỏ này nó bật đèn xanh rồi. Xong cái đầu nó nghe rồi hẹn đợi cái ngày mà thường ở quê tối hay tụ tập thanh niên đỡ nhau á, đông đông 7-8 thằng có nó đấy mình ngồi gần cái đó mình thân mặt đi xíu rồi bên kia tự động ra. À, có nghĩa là em dẹp loạn bằng cách đó đúng không? Dẹp loạn nó là nó bật đèn xanh với anh rồi. Chú đừng ghé. Đúng rồi. Nó theo nó tặng cho cái khăn là biết con nhỏ này nằm trong bàn tay mình rồi. Tức là vợ em là đã theo một cái khăn tay để tặng cho em. Đúng rồi. Nó thì đâu cứ cầm theo gì là thì mấy kia gì đó. Hôm nào mà đông nhất 7-8 người đâu đông như là với thằng kia cũng quen á, theo đuổi ra. Có nghĩa là chồng mình thân mật trước mặt bên đó hay từ đó tụi là đó. Là dẹp đó. Chứ không phải gì hết. Nghĩa là chồng là được nhận quà của vợ. Vậy thì có bao giờ mà lúc đó là ông tặng bao nhiêu món quà cho em rồi? Ông này ông không có tiền đâu, ông quen con ơi, quen em không có tiền đâu. Nhưng mà ông không có cái gì tặng hết trơn đúng không? Em còn có được chiếc khăn tay. Không có tiền đâu, cái ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 á. Không mua lấy một cái bông tặng cho bạn gái luôn. Không tặng luôn. Không tặng. Không rồi. Hôm đấy thằng quên tên rồi. Thằng gì đó? Đó. Rồi. Thằng ấy tặng, nó mua cái bông hồng rồi tới tặng. Nó tặng xong nó về, lúc này ông đọc chuẩn bị về rồi thằng kia nó tới. Nó tặng cái bông hồng ghét quá nhận luôn. Ông đang là bước lên xe đạp, ông đi xe đạp xuống mà. Đạp xe đạp xong rồi ông tức quá, ông gác cái chân trống lại, ông ở lại luôn. Ông thấy con nhận bông của thằng kia. Có dằn mặt không? Có dằn mặt không? Dạ. Có dằn mặt em không? Tớt thôi. Nhưng đâu làm được gì? Tớt không làm được gì. Tay anh có quà đâu. Ngày hôm sau con để em để bình cái bông ở ngay chỗ cái bà nó tớt. Bông này xấu quá quất gì đó. Vậy à. Rồi ông dẫn người ta đi ao cá rồi đi cà phê, bụi chuối này nọ đồ. Nhưng mà sau đó là cũng không có tặng quà luôn hả? Không. Nhưng mà em không có đòi hỏi. Không có đòi hỏi. Đó. Rồi có nghĩa là lấy nhau về nè. Có con thì cái lúc đó là chưa đứa nào có tiền hết rồi nuôi con chắc khổ lắm hả? Khổ, nuôi con thì là khổ. Tự mình nuôi hay là mình gửi ông bà nội ông bà ngoại? Thì lúc đấy mới cưới về thì bố đi làm công trình xa. Đâu, lúc mới đầu sanh là tự nuôi tại vì có thai trước gia đình hai bên không biết. Xong rồi thì con bé nó bị vàng da. Lúc đấy là không có tiền bán bông tai cái bé xong rồi bán cái tiền bé đi hết vô. Mấy cả nhận cưới. Chưa nhận cưới chưa. Rồi đi quá không còn tiền mới bắt đầu mới gọi bố mẹ. Sợ như quê mang tiếng cho bố mẹ là không giấu, lúc đẻ giấu không dám nói. Đến lúc mà con vô bệnh viện bây giờ không có tiền bán hết, bây giờ không đủ tiền nữa gọi cho bố mẹ. Rồi xong bố mẹ lên xong rồi thôi là đi về. Và bé con về nhà ngoại. Thế là lúc đó gửi bà ngoại. Trong khoảng thời gian con đó cũng ở nhà chăm luôn, em cũng ở nhà chăm luôn. Trong khoảng thời gian đó là Minh không có làm một cái gì hả? Hay sao? Đi làm công trình gì đó, đi công trình. Nhưng mà lúc đó thu nhập thấp lắm hả Minh? Thấp. Cái này là một thời gian sau đợt bé như bị được mấy tháng à, mình ăn bị người ta tai nạn chứ. Đúng rồi, được khoảng mấy tháng á, lúc đấy đang ở trong 4-5 tháng á, xong rồi ông này bị dạng như là cũng ngoài ý muốn luôn, không được đề nó tông người ta, tai nạn giao thông lại bị tai nạn nữa. Tai nạn giao thông người ta chết. Là Minh bị tai nạn giao thông? Dạ. Ông mình người ta tông rồi em, người ta chết mất. Người ta tông rồi mất. Còn sống thì mình phụ phần lại cho người ta. Rồi người ta cũng đàng hoàng lắm, cũng không kiểu như là bắt nọ bắt kia, nhưng mà mình cũng phải phụ giúp cho gia đình người ta nữa. Mẹ em có bị gì không? Dạ không, không bị gì. Nhưng mà khoảng cái thời gian mà mới cưới đó, hai vợ chồng có cãi nhau không? Có những cái đụng chuyện rồi, và thậm chí là ly thân, đòi ly dị gì không? Lúc đầu là không. Nó như thế nào? Mình thường là cãi nhau về vấn đề gì? Hồi đấy em ăn chơi không à? Ăn chơi. Nhậu nhạt chơi bời tứ đồ chơi. Nhậu. Cho nên chính vì thế cũng đâu có tiền. Đúng rồi. Là có nghĩa là bao nhiêu tiền là em đổ vô cái... được 10 đồng đi ăn chơi hết à? Nhiều lúc anh vợ mà cần tiền mua sữa gì cho con, cái đầu này mượn bạn bè là bắt đầu làm trả sau. Trời ơi. Lúc đó thì em làm gì? Lúc đấy ôm con cũng chưa làm gì đâu, thì nhờ ông thôi, nhờ ông này làm thôi. Và bao nhiêu tiền là đúng đó? Không có là mượn bà ngoại. Rồi cãi nhau, vợ chồng cãi nhau nhiều không? Cãi nhau nhiều, từ đấy ông còn thanh niên, còn trẻ mà ham chơi lắm chị Hồng Vân. Nói hoài không nghe, đến lúc mà tức, nhiều lần tức lắm. Bé con về ngoại xong rồi thôi lại bế lên.
Thế rồi sao? Rồi có đứa thứ nhì thì sao? Có đứa nhì thì lúc đấy là bè lợ bên Bình Dương đấy. Đi buôn bên Bình Dương là bè thì lợ bên Bình Dương là bè buôn bán đi theo đấy. Xong rồi về, đúng rồi, mới về bán rau là có bữa thứ hai đấy. Khoan khoan, cái lúc mà chuyển qua bán thịt heo ở Bình Dương á, là lúc đó là ảnh đã thức tỉnh chưa? Ảnh đã bỏ cờ bạc chưa? Chưa. Vẫn còn. Cái vụ đó xong rồi thì mới mới thức tỉnh đúng không? Hay mới sao? Thức tỉnh khoảng tầm, mới đây thôi, gần 10 năm nay. 7-8 năm nay, 10 năm nay. Mà lý do gì mà em thức tỉnh? Một cái sự cố hay một cái lý do đúng gì rồi, mà? Trận thua bạc cuối cùng, trận thua bạc đậm nhất à. Và trận đeo để đánh thua nhiều nhất. Vậy hồi suy nghĩ lại. Thua bao nhiêu? Mấy trăm. Thì lúc đó là mình có phải bán nhà, bán cửa hay mình phải làm cách nào để có tiền trả không? Là để đâu có nhà, cửa đâu bán. Thế rồi em làm sao để trả hết cái món nợ đó? Trả dần thôi. Thì là cái chủ nợ nó cũng gia hạn cho mình, nó chấp nhận. Thế là em thu nhận tiếp người uy tín, các bạn là đã bảo thôi bây giờ sự cố như vậy là thôi giờ cái chốt này không có tính tiền lời nữa, để cái tiền đấy mà tôi làm ăn được phải trả, bây giờ đòi nó bỏ đi chứ không phải cách nào thì nó chấp nhận. Một thời gian sau em thay đổi, em mới bảo là trước giờ thời sinh viên mình thường nghĩ mình làm này làm kia, bây giờ mình muốn bán rau và đến ngày kiếm được mấy triệu em nhỉ, mà em toàn đánh bài để chơi hết à, không có dành. Cái đó bảo sao mình không làm cái điều mình suy nghĩ á, cái đầu đó thay đổi quyết định thay đổi bắt đầu cắm đầu vào làm, sau rồi tới lúc nổi tiếng luôn. Mình hình nhìn lại nào thì mình thay đổi được 7-8 năm mà làm điều mình thích 7-8 năm rồi. Bây giờ là dạ. 10 phần, bây giờ bớt hẳn được 9 phần luôn, còn có 1 phần thôi. Nhưng mà chị muốn hỏi Minh á, là cái thời điểm mà lúc mà Minh bán rau xong rồi đến cái thời dịch đó nhớ không? Dạ. Thời dịch đó thì cái lý do gì mà Minh lại quyết định là kiểu mà giống như tặng rau cho những đó, người mà... Chứ chẳng phải chị ông Vân, em tặng rau là cách đây phải 10 năm rồi. Từ cái hôm trận thu bạc em thay đổi á. Cái 10 năm nay rồi. Cái này em nổi tiếng trên đấy là từ ngẫu nhiên là nổi tiếng chứ bạn là cho em đúng cho rau đấy dân ở đấy là một tuần là bình quân 4-5 ngày, 5-6 ngày là bình thường, mỗi ngày vài tạ, ngày tuần nào như đều là em nghĩ là lúc em bỏ cờ bạc em bảo thôi cái tiền mình đi đánh bạc rồi xong rồi không mua rau mình làm điều mình thích. Thế là em thay đổi từ. Nhưng mà anh thắc mắc nha. Dạ. Anh xin lỗi, anh thắc mắc là em đang khó khăn. Dạ. Em đang mắc nợ. Dạ. Vậy thì tại sao em không tranh thủ em bán để em kiếm lời? Dạ đúng rồi. Mà em lại đi cho rau như vậy. Dạ. Vậy thì cái nguồn lời nó từ đâu? Và làm sao để em trả hết nợ? Em cân bằng được tài chính của em mà đợt đấy em đi, em quyết định em xác được em làm. Tại vì hồi đấy là bình quân mà em không ăn chơi á, một ngày em mất tính được vài triệu. Còn em ăn chơi là nó sẽ bị âm. Sau thay vì em đi một ngày thì em chết bán ra. Được cơ sở chính và trên cơ sở phụ và em giao cho một số mối á, thì em cứ nhấn 10-30%. Dù ngày nay lời được 3 triệu thì nhấn ra 5-700 hay triệu thì đấy. Ví dụ này lời ít thì mình cứ nhấn ít, lời nhiều nhấn nhiều. Là mình cứ nhấn mình xác định, mà thay vì mọi khi mình đi ăn chơi thì tuần nào đi ăn chơi mấy lần á, có lần thì 5-7 triệu, có lần 20-30 thì rồi là quyết định nhấn là cứ ngày vài trăm triệu hay là triệu hơn triệu, cứ nói chung trong phạm vi 10-30% thôi, giống được quá. Là mình dùng cái tiền để mình mua rau để mình đấy. Còn nếu mà lúc trước mình không đấy rồi mình đi ăn chơi thì cái tiền mình đi ăn chơi nó gấp 3 lần. Đúng rồi, người ta điều tiết được. Nhưng mà cái điều mà chị muốn hỏi ở đây á là như vậy nè. Ví dụ như sau cái lần mà thua bạc cuối cùng đó thì biết là em thay đổi, nhưng mà nó phải là có một cái gì đó hết sức cụ thể để mà em tự nhiên em thay đổi một gần như là 180 độ. Thì cái đó là cái gì? Là hình ảnh của vợ mình hay là của con mình, hay là cái hình ảnh mà tức là hay là vì cái món tiền nó quá lớn để mà mình cảm thấy là mình làm tổn thương cho vợ con mình. Theo lẽ nếu như mình không ấy thì cái số tiền đó là vợ con mình được hưởng. Đúng nó không? Nhiều, nó nhiều yếu tố đó. Mình nhìn vào thì nhiều lúc mình đi ăn chơi một lần ăn chơi có thể bằng vợ mình nó xài cả 1-2 năm mua đồ là bình thường. Con mình có thể uống sữa vài tháng hay là 5-2 năm bình thường. Mình là mình phải suy nghĩ là mình hình dung lại những cái cuộc chơi vô bổ quá nhiều. Để phải thay đổi. Thay đổi từ từ nó không thể thay đổi hẳn hết được. Bắt đầu cắm đầu vào làm để quên thời gian, thay vì mọi khi á là dành thời gian là mình đi đây đi đó, mình cắm đầu vào làm, bạn bè nó có rủ thì mình phải xác định là mình làm cái đó, mình thay đổi từ cái nhỏ nhặt nhất. Rồi thay đổi từ thay đổi một phát một thì nó hơi khó, mà mình phải quyết định cơ. Mình quyết tâm mình làm thì mình mới thay đổi được, thì bắt đầu mới em cứ những đi làm không em cắm đầu vào em làm ghê lắm. Mua rau ăn triệu mình em cũng thật biết là mua ở chợ đầu mối mấy tạ rau em cho mấy tạ. Mua rồi khuân lên khuân xuống một vất vả rồi sáng được bày hàng ra cho người ta đấy rồi sáng đó cắm đồ vào làm rồi quên xong đi rồi về đi, xong rồi chưa nhưng mà lúc đó là trả hết nợ chưa? Chưa. Tức là chị có bao giờ mà em chứng kiến là con em á mà nó khát sữa mình không có tiền để mình mua sữa cho con không? Cái đấy là chỉ có lúc trước cái lúc mà em chưa bán rau á. Đúng rồi đó cái lúc mà em còn đánh bài rồi này kia nọ đó là em có chứng kiến không? Có chứ, nhiều lúc vợ nên kêu bà nhà hết sữa cho con này cái đấy, em đi làm xa nhiều lúc đâu có tiền đâu, phải mượn tiền gửi về cho nó chứ con không có, nó phải mượn ngoài. Sau này em bảo là cái lúc bán rau này bán bắt đầu khoảng 10-12 năm làm được đấy ngày kiếm được mấy triệu là khá lắm á. Mà rồi, mình đợt trước mình khổ vậy, mình bây giờ có tiền thì mình ăn chơi vô bổ vậy đó. Đâu thay đổi suy nghĩ lại
Cũng nhờ cái lần thua bạc cuối cùng là cũng là thay đổi em rất nhiều. Nhưng mà cái ý tưởng mà cho rau á, với lại là cái việc mà kinh doanh rau á, là do là sau này em mới nghĩ tới, hay là trước đó là em đã có ý định từ trong đầu của mình rồi? Không, là cho rau hay là kinh doanh rau? Hay kinh doanh rau và cho rau luôn. Cái thời sinh viên em từng thiếu thốn, từng lấy rau cũ để ăn với bạn, thì bảo mai mốt anh em mình ra trường mà đi làm có tiền á, lâu lâu cũng mua rau cho mấy thằng là sinh viên xa nhà như em mình rồi ha. Bạn kêu mày ăn nhậu suốt làm gì ấy, thì vẫn cười cười vậy thôi. Sau này mình nghĩ lúc mà làm ăn được thì mình nghĩ là tại sao mình không làm điều đó à. Còn cái bán duyên ấy, nghề bán rau là đợt đấy là thất bại ở trên Bình Dương bán heo á, mà bể nợ về Biên Hòa không còn có đường nào để đi nữa rồi. Thằng bạn của em ở Dĩ An nó kêu bán rau đi, là vốn ít mà mày phải chịu khó đi lòng vòng bán, hay là đi khởi nghiệp bằng chiếc xe lôi đầu tiên, nó cho nó bán thiếu mà sao nó tặng luôn, rồi đâu còn vốn đâu. Có nghĩa là đi bán rau lòng vòng xấu. Cái bán rau là mình có thể lấy công làm lời. Đúng. Cái vốn ít mà mình chịu khổ thì mình sẽ được. Năm đầu tiên em chưa có khách ở cửa hàng ấy, là vợ bán ở cửa hàng em đi bán khắp các hẻm giá hẻm. Công ty tăng ca 8, 7 rưỡi, 8 giờ tối em ra em bán 20-30 ngàn em bán. Đúng rồi. Cái xe lôi đó là cái vốn mà vốn lớn nhất là bạn cho rồi. Bạn cho rồi. Đó, đó cho nên là chiếc xe đó giờ còn không? Xe đó công an thu rồi. Rồi thôi giờ viên mãn rồi, viên mãn rồi, chuyển qua chương 2 đi. Anh khá là bất ngờ với câu chuyện của mình đó nha. Không, em danh chuôn lắm, nhưng mà bây giờ thì thôi, bây giờ mình tới luôn cái vụ kia. Đúng thì rồi, chị mới nói chuyện qua chương 2 đó. Chương 2. Chương 2. Hai vợ chồng có xem vợ ông Son nhiều đúng không? Dạ. Cái chương 2 là cái chương mà nói chung ai cũng thích đúng không? Mà nhất là mấy bà vợ đó. Thôi giờ em đó. Chồng đúng rồi. Bây giờ là đã thay đổi rồi. Đó, bây giờ đã cải tạo quy chánh rồi. Đó, bây giờ vậy. Nhưng mà còn sót lại cái gì không? Sót lại cái gì không? Đâu, em sẵn đây em kể ra đó. Xong rồi đó, cái em mong ước ảnh thay đổi cho nó hết luôn những cái đó. Chứ giờ tôi nghĩ ông này chắc thay đổi chứ không còn cái gì đâu. Thay đổi thì cũng thay đổi rồi, nhưng mà nhiều lúc nóng mới nói chuyện với vợ nó không được như mình nghĩ. Vẫn cọc cằn hả? Vẫn cọc cằn, không được dạng như là không được mềm nhẹ nhẹ. Hay nạt nộ vợ đúng không? Nhưng mà lúc đấy là em mà nóng thì em cũng bấm lại luôn. Cũng không thua đâu. Nhưng mà đó giờ là ông cũng nghiện, nhưng mà cái ông dùng những từ ngữ khó nghe làm tổn thương thôi. Nhưng mà đó giờ là có mạnh tay mạnh chân với vợ không? Không, mười mấy năm này có 1-2 lần ông không đánh vợ, thương vợ lắm. Thương vợ lắm. Thôi gì lúc đó. Không phải thương đâu mà chọi đâu cái chén nó cho cái nồi vào đầu rồi sao dám. Tức là mình hy sinh cái chén rồi nói là quất nguyên cái nồi. Ủa rồi ôi, thế là gặp tấm đầu là đúng đối thủ cao tay hơn mình rồi. Thầy con trai nó kêu chứ bố mà chọi mẹ trái cà chua là mẹ cho ăn nguyên trái bí đỏ. Đấy, bí đỏ không để lại sầu riêng thì có mặt chết luôn. Mà mấy đứa con nít là nó nói là bao giờ cũng chính xác hết trơn. Nít nó không biết nó quá sự đật. Mà nhìn thì nó nóng lắm, nóng với chồng á. Không, anh đang nói về cái tật xấu của ổng nha. Bây giờ là ảnh nóng tính lên là ảnh hay nói những cái lời tổn thương đúng không? Với em. Rồi còn nhậu nhẹt hay còn mê gái hay là cái gì không, kể luôn kể đi. Không, mê gái thì vẫn mê đấy, ai đẹp đi ngang qua gái đẹp vẫn mê nhìn đấy. Thế bây giờ nhá, đây bây giờ hỏi này, thế bánh rau thì thường toàn lữ đi mua rau thôi. Thế rồi sao? Không, gặp cái cô nữ mà đẹp đẹp á thì anh ấy như thế nào? Không, vẫn tán hả? Tán như thường, nhưng mà em vẫn bình thường, vô tư, tán thoải mái. Tán với cô đi mua rau đấy. Đúng rồi. Thế mà em còn để nhiều, yên được á. Nhiều cô còn khều khều nữa cơ. Nhiều cô anh nổi tiếng mà. Thế em đừng có biện hộ, em cứ vớ va vớ vẩn. Những cái chuyện như này là phải triệt nọc ngay chứ em lại vớ va vớ vẩn. Khi cho trêu cho vui thôi chứ, cho bụng có gì không Minh? Không biết hay sao. Đấy, thấy chưa? Đấy. Nghe là gặp mấy cô hot girl nữa, đi mua rau là cho một bó, tặng một bó đúng không? Chết dở đấy. Gặp mấy em đẹp đẹp khỏi lấy tiền. Đẹp, khỏi lấy tiền mà tán. Hỏi em có chồng chưa? Còn nhiều chị lớn tuổi em rồi, bảo em có chồng này, em bao nhiêu tuổi em có chồng chưa? Sao em nhìn ngon với. Úi giời ơi, khen là ngon luôn ý. Úi giời, cho vào nồi luộc rau, luộc chung với rau. Thế mà rồi sao em để yên được hả? Em không ghen không, hả? Không ghen vấn đề đấy. Em không ghen luôn. Có ghen nhưng mà ghen với trường hợp như thế nào thôi. Có bắt gặp lần nào không? Dạ. Có bắt gặp lần nào không? Không. Ví dụ như cái này là tán tỉnh thôi. Cái này là tán tỉnh cho vui thôi đúng không? Thôi gì không sao. Còn đi hát, đi nhậu nhà hát ok thì cũng có. Cũng 2-3 lần nữa tới thì cứ mỗi thằng một em. Có lần con vô, em vô em tức quá, em tát cho một tát. Ôi, tát ai? Ông. Ủa rồi ôi. Quánh tại karaoke luôn hả? Thế không, sao? Hát ok rồi em sang ngồi rót bia á. Vợ thì không thèm bắt máy, vợ tức quá, vợ tới nơi luôn. Tới cái chỗ hát ok luôn, thấy thấy là đang hát hò. Thấy có em bên cạnh nó tức, mở phòng ra là vô tát, mua tát xong rồi về. Ông không, ông coi như lặng thinh luôn á. Ông đứng hình luôn, đứng hình làm gì? Trời ơi. Thế em phản ứng không kịp đúng không? Lúc đó là coi như tự nhiên mình bị hết nhanh nhạy cái vụ mà phản ứng nhanh luôn á. Tao thấy đấy, em đi đâu đi hát ok, mấy bạn thường gọi mấy em vô bấm bài với này, hát uống bia chung á.
vô vợ làm cái tan và choáng váng luôn, là cầm cái ly bia này là em đứng hình đó đúng không? Tự uống hết ly bia cho nó đỡ quê, đỡ quê, đỡ nhục, đến giờ chạy về hết luôn rồi, mai lấy tiền bố sao anh mình ơi. Mà từ đó về sau chắc khỏi dám đi nữa. Mấy bé kia là đi về hết, lẳng lặng đi về hết á. Trời ơi, rồi tối về có gây lộn không? Ờ, bảo tối hôm đó có gây lộn không? Có tớt nhưng mà con biết ông xỉn rồi thôi, ngày sau con mới chửi. Ngày sau con mới chửi. Chửi rồi chửi nhưng mà nghe. Vợ chửi nhưng mà nghe. Rồi vậy thôi gì, vậy có mấy cái tập vớ va vớ vẩn đấy thôi đúng không? Thế rồi sao? Rồi giờ mong chồng thay đổi cái gì nhất? Thì mong chồng là nói chung là nói nhỏ nhẹ với vợ tí. Em gọi là lãng mạn với vợ tí. Ông không lãng mạn đâu. Trước giờ là không có tặng hoa, không có tặng quà gì hết. Có đâu đâu thôi, gọi là khi nào hứng thôi. Chứ không có lãng mạn đâu. Như con thì con cũng thích chứ, phụ nữ thích chứ. Nhưng mà mình không nói ra thôi. Trời ơi, tự nhiên ngày nào đó mà như Minh á, mình suy nghĩ cái cách mà thay vì á cái ấy mà cái giỏ hoa đó. Cái giỏ hoa đó Minh, mà thay vì bây giờ người ta làm giỏ hoa, mình làm cái giỏ rau đi Minh. Giỏ rau củ. Rau củ, nhiều khi hả nó tiện lợi lắm em. Tặng mấy bà vợ đó mà tôi nấu nướng ăn được luôn á. Chị là chị thích, nếu mà giữa cái hoa với cái rau chị sẽ nhận cái giỏ rau. Tại cái hoa mà đâu ăn được đâu, không có làm được gì luôn. Mà rõ ràng mình làm đẹp lên cái. Thế là cái giỏ đầu tiên em làm em tặng bà vợ em trước đi, cho bà gọi là bà kiểm định trước á em. Mình... biết đâu chừng nó hot là sao mình hot đó mình là chị nói là ông phải qua đây ông qua phải trả tiền bản quyền cho chị một tôi nha, làm gương mặt đại diện luôn, cái giỏ rau củ mà tặng ô hot đó nghe. Lúc trước con lấy cái bông lờ với này lấy ớt với này ớt này kia cắm tặng mà tặng cho gái bùa rau chứ chưa tặng thì bây giờ mình kinh doanh luôn nhưng mà mình tặng vợ mình đầu tiên thiệt mà theo biết đâu lại là hot trend là sao, gọi là gì đó, một concept về các loại rau củ, các loại rau, các loại làm cho đẹp đẹp đấy không, nhưng mà nó sẽ theo như vậy nè, theo ngày ví dụ như là nó theo cái chất đó mình, ví dụ như là cái rau này là bổ sắt nè, rồi bổ não nè, bổ gì đó, nó theo một cái concept như vậy, nghiên cứu. Ví dụ vậy đó, là một tuần lễ 7 loại rau như vậy, mỗi mình. Ngày một loại đó mình. Không cần thêm đứa nữa đó. Cái giỏ đầu tiên mình tặng vợ nha. Thử nha. Vợ kiểm định nha. Rồi. Ok, bây giờ đó, bây giờ mong muốn vợ. Mong muốn của vợ là chồng đừng có nói những cái lời nặng lời nữa. Nên có một chút lãng mạn nha. Rồi, bây giờ tới mình đó. Sao? À em hả? Vợ có tật xấu gì không? Vợ thì... chứ nó chỉ nóng tính thôi, chứ tật xấu của nó. Hàng xóm người ta mua rau để người ta ai gặp em người ta cũng khen bà vợ mày hiền, dạy mày có phước. Mà mấy bà đã gặp lúc tôi với nó cãi nhau rồi mấy bà biết nó hiền. Nó hiền với mấy bà chứ hiền tôi. Phan bí đỏ của tôi thì sao mấy bà biết được rồi. Đúng không? Ông vợ thì nó cũng nông tính thôi chứ cũng muốn nó dục thêm thì nâu nâu thì thí dụ lúc ăn mà nợ nóng thì nhịn đi đừng có nóng lúc đấy nó bắt hay. Có nghĩa là giận lên, nóng tính lên là không có kiềm chế. Đúng không? Bên này không kiềm chế lời ăn tiếng nói. Ngược lại bên này là không kiềm chế được coi như là tất cả mọi vật thể có thể bay. Là quăng đồ hả? Có quăng đồ đập đồ không? Cũng có chị. Nóng cũng có. Cũng chửi. Thậm chí là tác động vật lý luôn. Không. Thì đúng rồi, cái vụ karaoke là tác động vật lý chứ còn gì nữa. Một phát mà coi như thép mà còn chối. Nghe cái chát mà giờ lính áp âm thanh phòng. Một phát thằng tay. Lúc đó mấy bé kia nó bỏ chạy. Chạy hết rồi. Nó chạy. Hôm sau em lấy tiền bo sao? Được. Em đi nghe em về đi, hôm sau em lấy tiền bo nhé. Sao chứ? Rồi em mong muốn vợ thay đổi gì? Thì mà khi mà lâu lâu mà nói chung trong cuộc sống ai cũng phải có lúc sai nầm hay là nỡ và kia, ăn nó nóng thì nhận đi lúc ăn hết nóng thì nói mày cũng được. Chứ đừng trước mặt em Úc mọi người nói là kia nó hay. Đó, chồng nói là vợ giữ thể diện cho chồng. Đừng có trước mặt mọi người á mà lại cứ nói như thế thì nhiều khi nó rất hay. Đúng không? Hay lần sau đừng tát chồng nữa nhá. Thế nhưng mà ngược lại thì thôi, chồng cũng đừng có nói. Eo ơi, vợ thế này rồi mà lại còn tán tỉnh đi karaoke với lại phụ nữ khác thì cứ mở. Đâu lâu lâu mấy năm trước lâu đi bung lụa đi chơi ấy chị Hà Văn. Mấy thằng này đi chơi thì bung lụa mỗi thằng vài trăm bạn hát karaoke xả chép ấy. Em thì ngồi bấm bài, em ngồi rót bia nói chuyện. Còn mấy thằng được ngồi với nhau không thì nó buồn, không là phải đi gia đình. Có người này người kia mới vui, còn tự nhiên mấy thằng và hôm nay tao mới cãi nhau với vợ chán quá, gặp mày gặp toàn mấy thằng cãi nhau với vợ, mấy thằng thua bài nó đi nó tầm năm. Hồi xưa là chưa thay đổi là mới được phúc đi chơi đi gặp hoài đến bài, mà mấy năm nay thì 5-7 tháng 5-2 năm đi lần.
Nhưng mà Minh thay đổi được 8 năm rồi đúng không? Khoảng 8 năm đến 10 năm vậy. Đấy, 8 đến 10 năm rồi. Bây giờ là gần như là hoàn thiện rồi đó. Đâu, đã thế lại anh được, ấy lại xuống được, tóc được. Nữa rồi. Bây giờ khi nào xuống râu là coi như là ngon luôn đấy. Đâu em mới cạo. Thôi, râu không có xuống. Tại vì đã là cái nickname Minh Râu rồi. Đúng không? Bây giờ xuống râu cái thành là Minh không còn râu. Đâu cứ vài tháng em cạo chọc đi, cạo râu đi nần. Là tu hành đấy. Có nghĩa là anh tu luôn đó. Mà chị thấy. Đâu lâu cái râu nó bạc nhiều quá, cạo trụi hết đi. Nó kỳ lắm. Dạ, Minh phải để hàm râu thì mới đẹp. Nghe, phải để hàm râu mới đẹp. Không, nhưng mà chị thấy vậy nè. Minh nó là nay là Minh nhiêu tuổi rồi ta? Dạ em năm nay 40 tuổi. Đấy, 40 tuổi là Minh ăn chơi cũng nhiều lắm rồi đó. Dạ. Cái thời gian mà Minh ăn chơi là tương đối là nhiều đó đúng không? Dạ, tại vì rồi. mới có thay đổi có 8 năm thôi. Là coi như là cứ cho là 10 tuổi rồi ăn chơi đi thì ăn chơi hết 20 năm rồi. Đâu khoảng tầm lớp 7 là bắt đầu ăn chơi rồi. Đấy thì tôi đoán có đúng không? Khoảng mấy mấy là chú ăn chơi rồi. Dạ. Đấy đủ rồi. Bây giờ là giữ gìn sức khỏe, còn lại nhiêu vốn liếng để lại cho vợ. Đúng không? Chứ để đến khoảng 4-5 năm nữa thì lại bảo trên bảo dưới không nghe thì vợ nó khổ, tội nghiệp nó. Đấy, giữ gìn sức khỏe. Xong rồi là em nghĩ ra cái vụ mà kinh doanh thêm nữa. Đã có nước rửa nước xả, giặt xả Minh Râu rồi. Bây giờ lại thêm rau củ quả Minh Râu mà theo diện gọi là quà tặng. Designer á, theo quà tặng á. VIP, ví dụ vậy, VIP đúng không? VIP Minh Râu. Ừ. Rồi là em làm thêm cái vụ mà giúp cho người nghèo á, cái đó vụ mình... đó chị thấy quá hay luôn á, chị thấy quá hay luôn. Trong thâm tâm hai vợ chồng mình thích làm điều đấy mà. Thì cái dự án này là cái những cái thường là vợ chồng vẫn dính phần trăm bán dính tiền bán rau bán dính ra. Đó thì anh dính ra cái bé sau là bé gái hay bé trai? Bé sau nữa là bé gái. Tức là mấy đứa rồi? Em được ba đứa. Ba đứa rồi. Thôi thấy đủ rồi, đủ nếp đủ tẻ rồi. Bây giờ là còn lại thời gian là vợ chồng dành cho nhau, đi chơi đi hưởng thụ. Đó rồi làm công việc thiện đó xong rồi kêu các con nó phụ mình á để cho nó thiện lành từ lúc trẻ đúng luôn ha. Dạ. Đó là tuyệt đúng vời rồi. Luôn đấy. Con thích em thích như vậy đó. Cũng bảo là chuẩn bị đến mùng 1 tháng 6 này cũng vì thế như vậy con mẹ cho tiền con tiết kiệm lại. Còn mẹ dẫn con đi đến cô nhi viện á, thăm các bé á. Mình chỉ nói con cho mẹ cho ngày cho 50 thì con tiết kiệm đi, con ăn cái gì mình con tiết kiệm đi. Con mua hành quà đấy cho em. Còn em cũng bảo mấy đứa nhà em vậy. Mình không, thật ra đó là cái điều rất tốt. Dạ đúng rồi. Mà nhân đây thì cũng thấy cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Thiếu cái sự bày tỏ tình cảm với nhau. Wow. Đó. Từ phía chồng chứ. Đúng rồi. Thật lãng ra mạn, như thế này chưa nè. Lãng mạn, đúng đó. Không? Chúc mừng em vì có được một người chồng. Đó, thật sự rất là tuyệt vời. Đó, đã được hàng độc thay đổi. Hàng độc á. Thay đổi. Và ngày hôm nay là một người đang làm rất nhiều điều tốt cho bà con, cho những người khó khăn. Và cũng chúc mừng Minh Râu luôn, có một người vợ mà thật sự mà nói là đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong luôn đó. Đúng rồi đó. Chị hơi cái nóng tiếng đi trong nhà thôi thì bớt nóng đi nhá. Thôi thì biểu thể hiện cho chồng nhá. Thôi thì nãy vợ có mong muốn là Minh có một cái lời gì đó ngọt ngào, nói ngọt ngào với vợ đó, cái thì ước mơ của vợ đó. Đây là một cái kỷ niệm, một cái kỷ niệm thì anh mong rằng là cái hình ảnh đó nó sẽ thực hiện ở tại nơi đây. Được không? Và lưu lại luôn đó, sau đó đứa nhỏ nó lớn lên đó là nó coi được đó, đúng không? Anh nó thể hiện tình cảm rồi. Đúng rồi. Đi. Một lời nói gì hết sức là lãng mạn. Yeah.